Vâng, xin chào tất cả các anh em yêu âm nhạc trên toàn quốc nha. Rồi, tiếp tục em hôm nay 25 tháng 1 rồi. Em lên cho bác mấy cặp loa nhỏ, ống xèo nhỏ. Thời điểm này thì em chỉ có gửi hàng bằng xe ở Phương Trang và quanh quanh Bình Dương và Sài Gòn mấy tàu thôi nha. Ở khu vực miền Nam này gửi được xe để em gửi nha, còn bưu điện nó sẽ không nhận nữa rồi nha. Họ sẽ không nhận nữa. Đó. Thì em lên cho bác mấy cặp loa box xeo nhỏ này bởi vì rất nhiều anh em hỏi loa. Đầu tiên là cái cặp loa Kenwood 701. Cặp loa này cực kỳ chất, anh em nào mà đã từng chơi qua những cặp loa này biết. Nó là 701. Đánh âm ly cực kỳ hay, đánh loa đánh như người lớn luôn. Công suất 80W một cái. Trạm búp chuối nha. 80W cái. Gân cao su rất là mềm, chấp đôm. Con này đánh hay lắm. Anh em nào chơi qua biết đánh hay cực kỳ luôn. Cái này đấy chữ nó bị không biết sao bị ấy hết mất hết. Chạm cặp loa này cực kỳ hay. Thực tế loa này là loa dàn của những bộ dàn cao cấp. Như nếu cái dàn nó đánh không hay được nha, cái cục dàn nó mới có loa đánh không hay bằng âm ly ghép. Âm ly ghép cực kỳ hay luôn. Chịu lực rất tốt nha, đánh thoải mái, không bẻ tiếng. Anh em nào đã từng chơi qua biết cặp loa này có e căng đầy đủ, loa đẹp, zin bãi mới về nha. Hôm trước có một số bác hỏi những cặp loa như này, hỏi cặp loa này em bán với giá 1,5 triệu nhé, 1,5 triệu nhé. Anh em nào mà khu vực phòng nhỏ, trường khoảng 25m, chơi cặp loa này cực kỳ hợp lý nhé, đánh rất là hay. 1,5 triệu. Rồi tiếp theo một cặp loa UDE. Cặp loa này của bộ dàn cao cấp UDE. Loa này thì có 130W một cái thôi, 6 ohm. Đẹp. Như củ từ khủng lắm. Bass khoảng 14. Cặp loa này nghe chất lượng lắm. Đẹp. Lưới đầy đủ. Loa này em bán 1 triệu nhé. Anh em là phòng nhỏ hoặc khu ở trong phòng chơi một cái âm ly, một cặp loa này cực kỳ hay. Triệu cặp loa này nhé. Rồi tiếp tục cái cặp loa sáng ngày em báo này, 1,8 triệu này. Sáng ngày có bác kêu chốt mà chứ không chuyển khoản. Không chuyển khoản, bây giờ em lại bán lại nhé. Mình nhiều bác hỏi sau mà em không lưu số. Bác nào xem được video này thì alo liền cho em nhé. Bị chảy sơn piano nó bị chảy nhưng không nở. Mặt trước thì đẹp, lưới đầy đủ. Cặp này là N9EX, dòng rất là cao, đời cao. Chạm chuối nghe rất hay. Cặp loa này 1,8 triệu nhé. Đó. Rồi còn những cặp loa này SX3 3,4 triệu. Rồi tiếp dưới, bên dưới một cặp loa Calip 1 bass 20 và 1 chép. Trước phía sau KG2 nhé, phía sau một súp bass nhé, 25. Cặp loa nguyên zin bản, nguyên bản mới về, lưới đầy đủ đẹp. Cặp loa này em bán 6 triệu nhé. Đó. Và em cũng thông báo em chỉ bán gửi hàng quanh đây thôi nhá. Khu vực miền Nam có xe, gửi xe thôi nhá. Đặc biệt khu nào mà thành phố có gần Bình Dương và ấy thì rất tiện. Em gửi Grab cho được, còn nơi khác em gửi xe nhá, Phương Trang hay là những nhà xe cho. Còn khu vực ngoài Bắc thì chắc là thôi không gửi được qua Tết nhá. Đó, anh em nào có nhu cầu thì
mở nhạc lên cô đơn rất chia cùng ai tầm loa đây kiểu rất nỗi tốt buồn nhé. Trên xứ người một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi. Đoàn này gái hay lắm, anh em nào chơi rồi biết chất cực kỳ, nó chịu lực rất tốt nhé, không phải là bé mà đánh lớn mà nó bẻ đâu, không bẻ tí nào luôn. Đặc biệt nghe nhạc acoustic và nghe hòa tấu thì cực kỳ hay luôn. Bác cứ bảo là cặp loa nhỏ nghe không hay, không phải thế đâu, rất nhiều cặp loa nhỏ nghe hay. Rồi anh em là có nhu cầu alo cho em nhé. Còn cặp loa trên có bác chốt nhưng mà không có lấy thì một số bác gọi mà em từ chối thì hãy alo lại cho em nhé. Chào tất cả anh em.